Ta chào các bạn thân mến, ngày hôm nay là mùng 9 tháng 7 năm 2024 và tiếng Trung Đức Hiền rất vui mừng khi mà cái bài của mình đăng ở trên các cái trang mạng về học tiếng Trung Quốc ấy, thì được người Trung Quốc rất là quan tâm. Và đây là một cái bình luận của một bạn người Trung Quốc đây. Hẳn huy quay nọ chúng chỉ hẳn ly hai hẳn đua chung của đến tâu mấy chẳng tao, tức là rất giỏi quy nạp, ý là giỏi tóm tắt đấy. Chúng chỉ là tổng kết này, và rất là lợi hại. Hẳn ly hai hẳn đua chung của đến rất nhiều người Trung Quốc tâu mấy chẳng tao, tức là không nghĩ đến đấy. Bởi vì cái bài này á, là thầy giáo Đức Hiền là có quy nạp những cái chữ mà nó gần giống nhau, có liên lạc với nhau, và để giải thích để cho các bạn không bao giờ quên. Từ chữ hở là hòa hợp, xong là chữ vãn là chữ hở là cái hộp này, rồi thì chữ kể là sung, kể là tặng này, hay chữ nả là cầm, đấy một loạt các chữ ấy, thì kèm với phần bài giải thích với kèm cái phần viết đây này, người ta vào người ta xem đấy và người ta bình luận đây nhá, xem người ta, chúng ta xem phần dịch nhé, dịch ở nút dịch này. Đây dịch này. Tóm tắt rất hay, tóm tắt rất mạnh mẽ, rất nhiều người Trung Quốc không ngờ tới điều đó. Đây là một cái nguồn động viên rất lớn cho thầy Đức Hiền, bởi vì cái thành quả lao động của mình ấy mà lại được cả người Trung Quốc người ta đón nhận và người ta đánh giá cao như thế. Tại vì người chúng ta làm sao hiểu chữ bằng người ta được. Thế mà đây, bài này đây các bạn. Đây cái phần mà thầy giới thiệu trong cái clip đây. Nhưng mà clip này nó 8 phút cơ, nó dài. Đấy. Trong cái bài này thầy sẽ kèm cái đường link bên dưới nhé, để các bạn tìm xem lại cái phần thầy hướng dẫn 8 phút để nhớ một loạt các cái chữ nó gần giống nhau nhé. Đấy, đây này, đây này, đấy. Các phần viết là rất công phu phân tích này, và có cả các cái ảnh kèm theo luôn. Đây, đấy chữ cảy này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.